những câu chuyện cố thật đầy bí ẩn về hiện tượng âm binh mượn đường. Một quân dân tham gia cứu nạn tại trận đại địa chấn Đường Sơn kể lại trải nghiệm của ông trong hiện tượng âm binh mượn đường. Được biết, vào năm 1976, sau trận đại địa chấn Đường Sơn, một đoàn nhiều quân nhân đi làm nhiệm vụ cứu trợ giữa đường đã gặp sự kiện âm binh mượn đường. Vào năm 1998, vùng phía Nam Trung Quốc gặp trận hồng thủy chưa từng có trong khoảng trăm năm, rồi lại tới trận địa chấn ở Tứ Xuyên làm chết vô số người. Sau đó, hiện tượng âm binh qua đường đã xuất hiện tại nhiều nơi khác nhau. Sự kiện âm binh mượn đường sau đại địa chấn Đường Sơn. Những câu chuyện được chứng kiến và kể lại. Sau khi chúng tôi nhận được lệnh của cấp trên, đã lập tức lên xe ô tô khởi hành. Thời điểm đó, xe dù không xịn, nhưng xe trang bị của quân đội luôn được bảo dưỡng rất tốt. Khi chúng tôi tiếp cận cách khu vực xảy ra thảm họa khoảng 1 giờ đi đường, thì cả đoàn xe bị trục trặc, mọi người ai nấy đều lo lắng vì các nhân viên kỹ thuật không thể tìm được nguyên nhân. Lúc đó khoảng 8 giờ tối, đoàn xe đang chạy bình thường thì bất ngờ toàn bộ đèn xe ô tô đều bị tắt. Chúng tôi theo lệnh của cấp trên đưa xe về bên phải đường. Khoảng 8 giờ 15 lại được lệnh tất cả mọi người lên xe, cho dù trông thấy gì cũng im lặng và không được rối loạn. Vậy là chúng tôi lên xe và ngồi cho đến khuya. Trong lúc mọi người đang ngủ mơ màng thì nghe những tiếng chân ngựa ầm ầm làm bừng tỉnh. Khi đó tôi ngồi trong buồng lái, ngoảnh nhìn ra thì thấy từng chiếc xe ngựa chạy ngang qua. Những xe ngựa này chạy từ hướng khu xảy ra địa chấn Đường Sơn tới. Hồi đó tôi khoảng 20 tuổi, cơ thể mạnh mẽ, thì lực rất tốt. Tôi chỉ nhìn thấy xe ngựa chứ không thấy người cửa xe, mà mỗi xe chỉ thoáng có ánh lửa màu xanh nhạt. Còn trên xe thì toàn đầu người, chiếc nào cũng đầy máu người. Trong khoảng 15 phút có tới cả trăm chiếc xe chạy qua. Sau khi đoàn xe ngựa đi qua, chúng tôi mới cho xe khởi động lại. Lúc này thì đèn lại sáng và chúng tôi tiếp tục lên đường. Sau đó, kết quả điều tra trận địa chấn có khoảng hơn 200.000 người bị chết. Khi tôi dậy ngủ đã kể lại cho một vị tiền bối câu chuyện này, thì nghe ông ấy nói sự kiện này gọi là âm binh mượn đường. Theo truyền thuyết dân gian, âm binh mượn đường là vì Diêm Vương đi tuần tra ở Trần gian nên dẫn theo một đội âm binh đi. Mọi người tốt nhất là nằm phục sát đất, không được ngẩng đầu lên nhìn. Nếu không, có thể bị âm binh thổi lửa âm vào đầu, sau đó sẽ bị bệnh nặng, thậm chí cũng có thể bị âm binh kéo đi. Hiện tượng âm binh mượn đường từng xảy ra tại nhiều nơi ở Trung Quốc, nổi tiếng nhất và thường thấy nhất là ở Cố Cung Tử Cấm Thành. Tại đây sau 5 giờ, thường có những tiếng khóc của cung nữ hoặc thái giám, vì thế mà ở Cố Cung sau 5 giờ chiều không cho du khách lưu lại. Tại một số vùng núi sâu ở Thiểm Tây, Cam Túc cũng thường có hiện tượng này, người bản địa gọi là hiện tượng núi vọng. Tại huyện Lục Lương, tỉnh Vân Nam, vì hiện tượng này xảy ra nhiều nên loài la hay ngựa sợ không dám đi qua. Hiện tượng âm binh mượn đường thường thì hay xuất hiện sau một trận đại nạn. Rùng rợn đội quân âm binh làm triệu người khiếp vế. Trong dân gian có rất nhiều truyền thuyết, những câu chuyện truyền miệng cho rằng nếu đi hết đường hầm hay lối đi bí mật ở nơi thâm sơn cùng gốc, người ta sẽ thấy một hiện tượng là đội quân âm binh, hay còn gọi là âm binh dẫn đường. Vậy thực hư của nó như thế nào? Theo mô tả, đội quân này là những binh lính cưỡi ngựa, mặc áo giáp, cầm vũ khí với số lượng đông không thể tả. Lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối, họ xuất hiện khi một người nào đó lâm vào đại nạn và phải là nơi hoang vu hẻo lánh. Đã có nhiều người gọi đây là những âm binh dẫn đường. Ở dương gian, có quân lính thì cõi âm cũng vậy. Họ là đội quân của Diêm Vương và sở dĩ xuất hiện khi người ta lâm vào đại nạn là để mở đường sanh tử. Nếu người nào đó cưỡng bóng, họ sẽ sống sót, và ngược lại, những người yêu bóng vía sẽ bị ma quỷ bắt đi hoặc gieo rắc bệnh tật. Để hạn chế, người thấy âm binh phải mời thầy cúng để hóa giải. Theo quan điểm khác, có những người cho rằng âm binh là một đội quân bại trận nhưng linh hồn vẫn chưa siêu thoát,
luôn tìm cách xuất hiện để chứng tỏ mình vẫn bất khả chiến bại, hoặc để tìm lại danh dự. Nếu ai bị đội quân này nhập vào, sẽ thống lĩnh thiên hạ. Thế nhưng, các nhà khoa học lại khẳng định rằng, âm binh chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng mà con người lan truyền với nhiều mục đích khác nhau. Thực chất, các hiện tượng nếu xảy ra chỉ là sự ngẫu nhiên và hợp với quy luật tự nhiên. Ví dụ, tiếng bước chân thực chất là do vật liệu xây tường gây ra, cộng với sự sợ hãi của con người đã tưởng tượng ra đội quân ma quỷ. Hoặc hiện tượng quỷ gõ tường chỉ là do tiếng vang bị dội ngược bởi yếu tố nào đó, gió, mưa, chẳng hạn. Mặc dù hiện tại khoa học vẫn chưa giải thích được một số hiện tượng kỳ bí, nhưng riêng đội quân âm binh có thể hiểu theo cách trên. Tuy vậy, để có thể hiểu được chi tiết, chúng ta cần phải đợi thêm một thời gian nữa. Bí ẩn của cây đa 400 năm tuổi là nơi trú ngụ của chim lạ rắn độc. Ở dòng cây đa ấp Tân Hạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, có cây đa cổ thụ lớn đến 22 người giang tay mới bao quanh hết gốc, được xem là cây đa lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, gần 400 năm tuổi. Dù không phải là điểm tham quan du lịch, nhưng cây đa này hấp dẫn những bước chân khám phá. Ngay cả người dân quanh vùng hay chạy xe đến gốc đa ngồi hóng mát và ngắm nhìn nhiều loài chim lạ kéo về. Ông Huỳnh Văn Hai cho biết, cây đa này ngày xưa cành lá xum xuê, trải qua chiến tranh nên bom đạn làm gãy nhiều cành lớn. Dù vậy, nhưng tàn cây vẫn tỏa bóng mát vùng rộng khoảng 200 m². Ông Hai kể rằng, vào mùa cây đa cho trái chín, nơi đây như là ngày hội của các loài chim chóc khắp nơi đổ về. Chúng nhiều đến mức người ngồi dưới tán cây nói chuyện nhỏ không nghe được do tiếng chim lá ngát. Nhiều nhất là loài cu xanh, từng đàn cả ngàn con tranh nhau gáy inh ỏi, rồi chim tu hú, chim sáo, chim mèo. Mùa hè đồng quê vắng vẻ, chỉ có tiếng chim nơi đây là rộn vang cả xóm. Ngoài ra còn có nhiều loài chim quý khác như dơi quạ, con hơn 1 kg, đeo đen cả nhánh cây, nhất là mùa trái chín. Ông mặc về, đóng trên cành tổ to bằng cái nia. Quanh gốc đa ngày xưa, cây cối còn um tùm, nên có rất nhiều rắn hổ mang làm hang. Đôi khi chúng chui vào thân cây trú ngụ, có cả loài trúc quý hiếm cũng về đây ăn trái chín. Anh Lê Văn Hô, nhà cạnh cây đa cho biết, khi xưa ông cố anh về đây lập nghiệp, đã thấy cây đa to sừng sững. Cây đa thuộc phần đất của tổ tiên anh, nhiều đoàn khách, trong đó có nhiều nhiếp ảnh gia, văn nghệ sĩ kéo về đây chiêm ngưỡng cây to. Trên cành đa hiện vẫn còn nhiều chim chóc, nhưng giảm đáng kể so với trước. Người dân sống quanh đây đang bức xúc khi có nhiều người dùng súng săn đến bay bắn chim. Địa phương chưa có biện pháp nghiêm cấm hay xử phạt hiệu quả. Đây là một trong những cây đa cổ thụ lâu năm nhất ở đồng bằng sông Cửu Long cần được bảo tồn. Cụ cây này đang là nơi hấp dẫn khách thập phương tìm về khám phá và chiêm ngưỡng. Chuyện bí ẩn bên trong ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Nhìn từ bên ngoài, nhà thờ Triệu Nộ số 81 là một biệt thự theo phong cách Baroque bị bỏ hoang giữa thủ đô Bắc Kinh. Lý do khiến căn nhà bị bỏ hoang trong suốt hơn 50 năm qua là bởi lời đồn những hồn ma đang trú ngụ tại nơi này. Các nhà sử học cũng không thể xác minh tính chân thực của câu chuyện vì toàn bộ hồ sơ trong khoảng thời gian đó đã bị tiêu hủy. Những người dân sống gần nhà thờ Triệu Nộ kể lại rằng họ thường nghe thấy những tiếng la hét và than khóc, nhất là những khi có mưa bão. Hơn nữa, rất nhiều vụ mất tích có liên quan tới ngôi nhà này. Đây vốn là nhà thờ xây dựng cho một vị linh mục người Anh, nhưng ông đã biến mất trước khi căn nhà được xây dựng xong. Khi lục soát căn nhà, mọi người đã tìm thấy một đường hầm bí mật nối đến một khu phố ở phía đông bắc thành phố. Căn nhà được sung công vào những năm 1960 và giao cho Hồng vệ binh sử dụng, nhưng không lâu sau đó, họ đều rời khỏi ngôi nhà. Kể từ ngày bị bỏ hoang, mọi người càng e dè hơn và không dám bước chân vào ngôi nhà này. Từ những năm 1970, mọi người đồn rằng căn nhà này bị ma ám. Ông Lý Vĩnh Gia, một người dân sống gần căn nhà cho biết, khi còn nhỏ, chúng tôi thường chơi trốn tìm quanh đây, nhưng chưa ai dám một mình bước chân vào căn nhà. Một câu chuyện được kể lại rằng xảy ra vào năm 2001, một nhóm công nhân đang cải tạo một căn hầm liền kề với nhà thờ Triệu Nội
và rủ nhau nhảy qua tường rào để khám phá căn nhà. Sau đó, không ai còn nhìn thấy họ nữa. Những người đi qua nhà thờ triều nội đều nói rằng họ cảm thấy ớn lạnh, sợ hãi, mặc dù vào những ngày hè oi bức nhất, đứng trước cửa căn nhà còn cảm thấy mát hơn đứng trong bóng râm. Căn nhà thậm chí ngày càng trở nên nổi tiếng khi một bộ phim kinh dị 3D được dựng tại đây vào năm 2014, có tên Căn nhà không bao giờ chết. Căn nhà bỏ hoang không ai quản lý khiến nhiều thanh niên thường thách nhau vào đây săn ma khi đêm xuống. Tuy nhiên, tiếng gió rít qua những khe cửa vỡ và tiếng lá khô bay lảo xảo khắp căn nhà vẫn khiến mọi người chùn bước.